Với chiến dịch triệu trái tim kết nối, nhà mạng Mobifone cho biết khách hàng của họ sẽ có cơ hội sở hữu SIM phú quý 089 với mức giá hấp dẫn và cơ hội sở hữu chiếc iPhone 6S với giá 0 đồng khi đăng ký gói dữ liệu data dùng chung. Với data dùng chung, gói dữ liệu chia sẻ đầu tiên của Việt Nam cho phép dùng chung giữa nhiều người và không giới hạn phạm vi sử dụng. Khách hàng sẽ chỉ chịu mức cước phí tiết kiệm mà lại có dung lượng tốc độ cao, phù hợp cho những gia đình hiện đại có nhu cầu sử dụng đa dạng. Để đăng ký gói data dùng chung, khách hàng chỉ cần soạn tin SP, mã đăng ký gửi 999. Được biết, Mobifone cũng đưa ra một số chương trình khuyến mại khác như giảm cước chuyển nhận thanh toán qua ví điện tử Vimo, đổi điện thoại 2G sang 3G với chi phí tiết kiệm.